Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay em đem đến cho mọi người một cây treo cực kỳ xinh và lạ mắt. Mọi người có để ý thấy không ạ? Cái cây này nó có một cái màu xanh nhạt và lạ hơn xen với cái màu trắng nhìn rất là lạ. Thì mọi người cũng hay biết là những cái loài cây leo thường rất phù hợp để trồng trong chậu treo dùng để tô điểm thêm cho những cái ban công ông nhỏ xinh, thêm phần sức sống động hoặc là các quán cà phê hay thêm đẹp. Thì trong các loài cây leo có thể trồng thì cái cây lan hạt dưa này là một trong những loài cây lựa chọn phù hợp cho khu vườn, cho ban công hoặc là cho quán cà phê của bạn. Vậy thì cái loài cây này có đặc điểm công dụng và cách chăm sóc như thế nào thì mọi người hãy cùng Sarum Cây Đời tìm hiểu về cái loài cây đặc biệt này nha. Thì về đặc điểm hình thái của cái loài cây hạt dưa này thì nó là một trong những loại cây tiểu cảnh được ưa chuộng nhất hiện nay. Chúng tuy không quá nổi bật nhưng lại có vẻ đẹp nhẹ nhàng. Sau đây là những cái đặc điểm nhận dạng về loài cây này. Thì về thân của cái loài cây này ý, thì nó là một loài cây thuộc dạng thân rũ, cong và nhỏ nhưng khá là cứng. Thì thân của nó cong đây mọi người, cứng và cái lá của nó khá là dày, giống như cái lá của một cái loài hoa lan lan treo ấy mọi người. Còn về cái việc vì thế mà cái việc nhân giống của cái loài cây này cũng rất là dễ và nhanh, không quá tốn quá nhiều công sức như các loài cây khác. Còn cây này có chiều dài trung bình đạt khoảng từ 30 cho đến 50 cm. Độ dài của cây sẽ phụ thuộc vào cái kỹ thuật chăm sóc của người trồng. Đây mọi người, nó có thể cái dây của nó còn nó có thể leo dài như thế này như mọi người. Đạt khoảng từ 30 đến 50 cm. Nó có thể sống quanh năm và sống bám trụ nhờ vào các cây tầm gửi và các cây khác. Thì lá của cái cây cảnh quan này nó có cái hình bầu dục. Nếu nhìn xa thì y như cái hạt dưa khổng lồ vậy mọi người. Mọi người còn thấy không? Lá của nó là một cái hình bầu dục này, xen với cái sọc trắng nhẹ nhàng thôi mọi người. Nhìn như cái hạt dưa vậy. Nhìn rất là đặc biệt và lạ mắt. Thì hiện trên thị trường có hai loại hạt dưa, đó là loài có màu cảm thạch và loài có màu xanh đậm lục. Thì cái loài này nên chắc hẳn mọi người cũng đoán được nó loài nào không ạ? Nó là một cái loài hạt dưa cẩm thạch, bởi vì lá của nó có xen kẽ những cái màu trắng rất là đẹp. Còn hoa của cái loài cây này ý, điểm đáng tiếc nhất của cái loài hạt dưa này thì có lẽ chính là nó là một cái loài không có hoa, thì cái cây này chỉ có thể chơi lá được thôi. Nhưng bù lại cái loài cây này lại sở hữu những cái cánh lá khá là nhỏ mọc tua tủa quanh thân xanh mướt bắt mắt nên chiếm được rất là nhiều tình cảm của những người yêu thích cây trồng hồng và được rất nhiều người mua về để trang trí tiểu cảnh nhà mình. Còn về công dụng của cái cây lan hạt dưa này thì nó xuất hiện khá lâu đời tại Việt Nam rồi và ngày càng được yêu thích bởi những lợi ích mà nó mang lại, như là về trang trí này. Nếu mà muốn bạn đang tìm một cái cây trang trí ở trong ban công hoặc là trang trí tiểu cảnh cho khu vườn của mình ấy, thì bạn nên nhất định thì không thể bỏ qua được cái loài cây lan hạt dưa này nha. Bạn có thể trồng ở ban công này, cửa sổ, bàn làm việc tại nhà hoặc là để có các quán cà phê cực kỳ xinh cho mọi người, để đều phù hợp mang lại những cái hiệu quả trang trí tuyệt vời. Cây lan hạt dưa này sẽ giúp cho ban công của bạn trở nên xanh mát và trong lành hơn. Còn ngoài ra ấy, thì nó có vì khả năng có nó là thích nghi tốt với mọi điều kiện thời tiết nên loài cây này cũng được khá là nhiều các cái khách sạn, nhà hàng hay là các quán cà phê sân vườn lựa chọn. Các chủ quán sẽ thường chọn những cây cây lan hạt dưa trồng treo ở những vị trí cao nhất, giúp cho không gian bớt đơn điệu và trở nên xanh mát hơn. Vậy còn nó còn có một cái ý nghĩa đặc biệt, đó chính là về ý nghĩa phong thủy. Thì ngoài mục đích trồng để trang trí ra thì cái cây lan hạt dưa này còn có ý nghĩa phong thủy cực kỳ to lớn nha mọi người. Nếu gia chủ mà theo mệnh mộc và mệnh hỏa thì nên mua một cái chậu lan hạt dưa này trong nhà, sẽ giúp hút tài lộc này, đem lại nhiều may mắn cát tường cho cái thành viên trong nhà bạn này. Còn về cách trồng của cái cây lan hạt dưa này
Thì đây là một cái loài cây cảnh hiện đang rất là được ưa chuộng, nên là cái này nó cũng rất là dễ trồng, bởi thế nên là nó có thể trồng được bằng hai phương pháp, đó chính là cái phương pháp tách bụi và dâm cành. Thì sau đây thì em sẽ giới thiệu qua cho mọi người một số cái cách có thể trồng được cái cây lan hạt dưa này nha, và có thể làm theo vì nó khá là đơn giản. Cái phương pháp tách bụi thì trồng cây lan hạt dưa này theo phương pháp này thì khá là đơn giản, tuy nhiên nếu muốn thành công thì cần phải tuân thủ đúng các cái hướng dẫn của em, đó chính là đầu tiên ý, người trồng thì phải đặt sẵn đất vào chậu. Đất thì chọn phải tơi xốp có khả năng thoát nước tốt này, và cũng có khả năng giữ ẩm tốt để cho cây có thể phát triển tốt hơn. Có thể chọn các cái loại đất như đất trộn trấu hoặc là đất mùn xơ dừa thì nó cũng có khả năng thoát nước khá là tốt. Tiếp theo cần chọn được cái loài cây mẹ khỏe mạnh để có thể trồng được cái cây lan hạt dưa này. Bạn chỉ cần tách cây con ra khỏi thân mẹ và chọn xuống đất, trồng xuống đất như bình thường ấy. Chú ý thì yêu cầu bạn phải khéo léo trong cái cách trồng này, làm từ từ để tránh cây bị đứt hoặc là bị gãy rễ. Thì sau khi trồng bạn nhớ tưới nước để đảm bảo độ ẩm cho cây có thể phát triển một cách tốt nhất. Nhiệm vụ cuối cùng là chỉ còn mỗi tưới nước định kỳ, nếu trồng vào mùa hè thì tưới nước một ngày 2 lần, và nếu trồng vào mùa mưa thì giảm bớt lượng nước lại là tưới khoảng một ngày 1 lần. Còn về phương pháp dâm cành ấy thì bạn cần chuẩn bị trồng giống như phương pháp tách bụi, khá là giống nhưng mà ưu tiên chọn cái giống cây già này, cây nhiều rễ càng tốt nha mọi người. Tiếp theo thì để trồng giống nằm ngang rồi lấy đất lấp lên và lấp qua mép trên của thân cây là được rồi. Còn đấy là hai phương pháp mà em giới thiệu qua, thì mọi người có thể áp dụng vào để có thể tự trồng cái cây lan này tại nhà để giúp cho khu vườn của mình thêm xung xuê hơn. Còn tiếp theo em xin giới chỉ cho mọi người một số cái cách chăm sóc và cái tip để chăm sóc cây này có thể phát triển một cách tốt tươi như thế này nha mọi người. Thì về ánh sáng ấy, cây lan hạt dưa là một loài cây leo có khả năng thích nghi được cái ấy với hầu hết môi trường, kể cả nơi không có ánh sáng hoặc cực kỳ ít ánh sáng. Bên cạnh đó ấy, thì cái cây tiểu cảnh này thuộc là một cái loài cây chịu bóng bán phần, do đó nó tiếp xúc với ánh cần tiếp xúc với những cái ánh sáng nhẹ để có thể quang hợp được, chứ mọi người cũng không nên để cho nó ở trong bóng tối quá lâu thì sẽ dẫn tình trạng cây sẽ rất là dễ bị rụng lá nha mọi người. Còn người trồng cần chú ý cái cây tiếp xúc với ánh sáng vào sáng sớm trước 9 giờ hoặc là chiều muộn sau 4 giờ là tốt nhất. Trước 9 giờ và sau 4 giờ, cái thời gian đấy là khoảng thời gian nắng khá là nhẹ chứ không có nắng gắt như tầm dao động từ lúc 10 giờ cho đến 13 giờ, thì tốt nhất mọi người nên để cho cây ở những cái khu có nắng nhẹ và để giúp cây có thể quang hợp một cách tốt nhất. Thì nếu mà để ngoài nắng gắt quá lâu ấy, thì sẽ khiến cây bị cháy, rễ bị khô này, nếu không cứu chữa kịp thời thì cây sẽ tình trạng cây chết là khả năng rất là cao. Còn về tưới nước ấy, thì cây hạt dưa này không khó nhưng mà lại cũng chẳng dễ, bởi vì phải ghi nhớ những cái điểm sau, đó chính là vào mùa khô ấy thì cây cần được tưới nước 1 đến 2 lần một ngày, còn tới mùa mưa thì nên tiết giảm cái lượng nước lại, là có thể là 1 lần một ngày hoặc là 2 ngày 1 lần. Thì trường hợp trồng cây với quy mô lớn thì cái tự hệ thống tưới nước tự động thì sẽ lựa chọn là một cái lựa chọn khá là sáng suốt nha mọi người. Còn về phân bón, cây lan hạt dưa cũng giống bất kỳ cái cây nào khác, nó cũng cần được cung cấp đủ các chất dinh dưỡng, thì mọi người có thể chọn thêm cho cây những cái bổ sung cho cây những cái chất dinh dưỡng như là về phân hoặc là mua trên thị trường cũng có rất là nhiều cái loại phân tốt, ví dụ như phân NPK, hoặc là có thể cho thêm cây những cái chia viên dinh dưỡng ấy thì sẽ giúp cây phát triển tốt hơn, để cây có đủ chất dinh dưỡng để có thể phát triển một cách tốt nhất. Thì nếu mà
mọi người thấy lá của cây bị vàng úa hoặc là bị úng nước ấy, thì mọi người nên cắt bỏ những cái chiếc lá đó đi để tránh tình trạng nó lây lan ra các cái lá khác. Thì trên đây là tất cả những cái đặc điểm ý nghĩa và cách trồng chăm sóc về cái con loài cây lan hạt dưa mà em vừa giới thiệu với mọi người. Thì mọi người cũng đã biết sơ sơ và cũng hiểu thêm về cái loài cây này rồi đúng không ạ? Thì nếu mọi người thích cái loài cây này thì hãy liên hệ trực tiếp bên em để bên em có thể ship tận nơi và giao hàng đến cho mọi người. Mọi người cũng có thể trực tiếp qua shop tại 39 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, ngay tại ủy ban phường Mai Dịch này nè mọi người. Thì bên em đang có sẵn rất là nhiều cái loài cây lan hạt dưa và tất cả các loài cây treo khác như là bình an, đô la hay là son môi, vạn niên thanh thì có rất là nhiều. Mọi người có thể qua bên em để tham khảo thêm về cái một số loài cây treo này. Hiện là nó đang rất là tươi tốt và ra mầm, nhìn rất là đẹp mọi người ạ. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người đã xem.